Đi ra vừa rồi đó, rồi sở đang làm thủ tục đấy. Quay, không nhận cái mặt tiền của Lý Cô Di 10 đẹp ghê. Thua tòa án. Đặt bằng lên xe để ra sân bay. Rồi chào chị nha. Anh chả biết là có anh chị có vào đây làm nước không? Sao không? Có một nghiên cứu khoa học cho thấy ai mà uống nước Jelly ấy là khỏe rất lâu. Là người trên Con Tum ấy. Mấy ông già làng thế nói nữa đó. Hôm sau đi là đừng có cho mợ vào là được đó. Ông ở đây cả tuần rồi. À, ở đây bên chuẩn bị được hơn ông, tuần. Ông ấy chuẩn bị cho sự kiện này lâu rồi. Thôi, rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn,
Hôm nay tôi trở lại đây với một tâm nguyện đã có từ lâu. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc khi còn có thể. Dù rất tiếc cho những ai không có mặt hôm nay, mong xem được video này và mong có ngày gặp lại. Vì thời gian của chúng ta không còn nhiều, chẳng có ai biết được ngày mai, nên hãy trân trọng tháng ngày hiện tại. Quá khứ qua rồi, tương lai không hẹn được. Có gì vướng bận trong lòng, hãy vứt bỏ hết đi cho nhẹ gánh hành trang trên đường về cõi vô biên. Cảm ơn mọi người đã dang rộng vòng tay thân ái để chờ đón những người đi xa quay trở lại. Cảm ơn ông Đặng Đắc Bằng cho chúng ta những lời tâm sự quý báu. Tôi rất ngưỡng mộ ông qua những hình ảnh ông trở lại chiến trường xưa gặp đồng đội cũ, và anh rất tâm huyết cho buổi gặp gỡ hôm nay. Tôi xin kết thúc video này bằng bài thơ: hôm nay tôi lại trở về đây để làm được những gì mình có thể. Cuộc sống cũng có nhiều dấu bể, có cả giận hờn và có cả yêu thương. Cuộc sống chúng ta vốn dĩ vô thường, ta sống hôm nay ngày mai ai biết được. Những gì đang đợi ta phía trước, nên chỉ cần một lần ta sống trọn cho ta. Cuộc đời là một cuộc đi xa, và chỉ có ta mới biết đường quay lại. Và chẳng sợ chi nếu biết đi về phía phải, hãy thề rằng đừng sống trái lương tâm. Dù còn một ngày, một tháng hay nhiều năm, hãy cảm ơn đời mỗi một mai thức dậy, hướng về phía mặt trời, và hãy cảm ơn cuộc đời cho ta sống hôm nay. Và cuộc chia tay cũng đã đến lúc kết thúc. Xin chào quý vị và các bạn.